ký ức ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 trong trái tim cựu chiến binh. Nhân dân hưởng thụ thành quả cách mạng. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế xã hội Vĩnh Phúc những tháng đầu năm vẫn duy trì tăng trưởng ổn định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã từng chiến đấu đến ngày toàn thắng của dân tộc. Đã gần 90 tuổi nhưng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Kim Xuân ở xã Đình Chu, huyện Hợp Thành vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Những ngày tháng 4 lịch sử này, những ký ức về chiến tranh, về những trận đánh và những lần đi giả phá bom mìn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại ùa về nguyên vẹn trong ký ức của ông. Suốt hơn 20 năm làm nhiệm vụ giả phá bom mìn, anh hùng lực lượng vũ trang Trần Kim Xuân đã chiến đấu, chỉ huy chiến đấu 52 trận, trực tiếp phá nổ gần 4.000 quả bom mìn các loại, tháo gỡ 8 mìn chống xe tăng và 75 đầu nổ các loại. Ghi nhận những đóng góp đó, năm 1978, ông được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiểu đoàn tôi được giao là đi trước để mà mở cửa cho các cái đơn vị bộ binh tiến vào đánh quân địch. Thế nhưng mà chúng tôi hành quân vào đến Huế thì do cái diễn biến của chiến dịch nhanh quá, cho nên là Bộ Quốc phòng giao cho cái nhiệm vụ là không phải đi mở cửa mở nữa, vì địch nó không có bố trí một cái chỗ nào cố định cả, nó toàn có chạy thôi. Cho nên là ở lại Quảng Trị để mà giải phóng một cái bãi khoảng độ 10 hectare để ăn mừng chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm nay ngoài 70 tuổi nhưng cựu chiến binh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thòa ở xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường vẫn nhớ như in những ngày tháng hào hùng trong quân ngũ và đặc biệt là thời khắc cùng đoàn quân chiến thắng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử khi ông được điều động tăng cường, phối thuộc với đoàn pháo binh Biên Hòa cùng các đồng đội án ngữ kiềm chế máy bay lên xuống phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và chứng kiến giây phút lịch sử của dân tộc ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kết thúc cuộc đời binh nghiệp, chiến sĩ Nguyễn Văn Thòa đã bắn rơi tổng cộng 13 máy bay các loại của địch và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bắt đầu từ 26 là bắt đầu tổng tấn công, là bắt đầu đánh sân bay Tân Sơn Nhất là tê liệt rồi. Thế thì còn một số các loại máy bay trực thăng, máy bay thấp từ tối 27, 28 bắt đầu nó mới quần, nó ra nó quần thảo ở dọc đại lộ 13 đánh nhau, xong đến mãi đến trưa 30 tháng 4 thì thấy Ngụy nó bắt đầu nó cuội trần. Của trần quần áo lê thê qua nó đi dọc đại lộ 13. Thì có một số đồng chí mới nói là Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng rồi, anh em ạ. Thế là lúc ấy là sướng lắm. Lúc ấy rất sướng nha, lúc ấy bảo thôi thế thì mình sống rồi, được về với bố mẹ rồi. Khí thế chiến đấu và máu xương của các chiến sĩ, trong đó có các cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần làm nên ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng nhiều đồng đội của các ông đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường hoặc hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn trong ngày toàn thắng dân tộc. Từ giá trị của độc lập, hòa bình, các cựu chiến binh năm xưa mong muốn các thế hệ trẻ luôn noi gương các anh hùng liệt sĩ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bản thân chúng tôi cũng thấy rằng là làm thế nào để trau dồi cho các cháu nó thế hiện nay đây này nhận rõ được cái trách nhiệm của mình bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về ngày chiến thắng không phai mờ trong tâm trí của các cựu chiến binh đã từng sống, chiến đấu và cảm nhận giờ phút hào hùng của dân tộc. Tinh thần ấy, khí thế ấy mãi là mạch nguồn để mỗi người dân Việt Nam hôm nay thêm tự hào, nỗ lực cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước
giàu mạnh, phát triển. 30 tháng 4 năm 1975 là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, không chỉ hiện thực hóa khát vọng độc lập, thống nhất, hòa bình, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc, mà còn là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập và phát triển của Việt Nam. Sáng nay, nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy mở cửa từ rất sớm, đón nhân dân đến thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, đã làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử thống nhất nước nhà. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc cùng nhiều cựu chiến binh phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ đến công lao vĩ đại của Bác Hồ đối với lịch sử cách mạng của dân tộc, cũng như nhiều đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Như cá nhân tôi là một trong những người đã trực tiếp chiến đấu và rất may mắn là được đi đến trận đánh cuối cùng là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và đến hôm nay, theo như lời của Bác là chúng ta đánh cho Ngụy cút, đánh cho Ngụy nhào, rồi xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đến như ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng đất nước ta phát triển được này, chẳng nói rằng cái sự công lao to lớn của người. 49 năm trôi qua, nhưng khoảnh khắc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là niềm kiêu hãnh và tự hào của dân tộc Việt Nam đã trải qua kháng chiến trường kỳ để hiện thực hóa khát vọng không có gì quý hơn độc lập, tự do, đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Những năm tháng đất nước có chiến tranh, nhân dân lầm than, đói khổ. 49 năm sau ngày toàn thắng, đất nước phát triển, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc là một minh chứng sinh động cho ý nghĩa của ngày toàn thắng của dân tộc. Từ tỉnh nghèo, thuần nông, cơ sở hạ tầng lạc hậu, sau 27 năm tái lập, Vĩnh Phúc đã trở thành tỉnh phát triển, trung tâm công nghiệp ô tô, xe máy, điện tử của cả nước. Cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Các chính sách an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm trên quan điểm mọi người dân được hưởng thành quả từ sự phát triển. Chúng tôi và nhân dân Vĩnh Phúc cũng được hưởng những cái thành quả của tỉnh phát triển. Chúng tôi tự hào và sướng lắm. Trong ngày toàn thắng của dân tộc, cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Phúc không khỏi tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, vững niềm tin với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Niềm tin ấy càng được củng cố khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt công cuộc phòng chống tham nhũng đang được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và những cái xử lý của Đảng, Nhà nước dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì nhân dân ta là cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rất tin tưởng vào cái công cuộc phòng chống tham nhũng là của Đảng và từ đó làm trong sạch Đảng và đưa đất nước ta ngày càng phồn vinh phát triển. 49 năm qua, những bài học lịch sử từ sự kiện trong ngày toàn thắng của dân tộc vẫn luôn là hành trang niềm tự hào của thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Cháu rất thích học lịch sử và qua lịch sử thì hôm nay cháu biết hôm nay là ngày 30 tháng 4, là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Và cháu rất tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc của Việt Nam. Cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng mạnh hơn ạ. Nhìn lại chặng đường đã qua, người dân Việt Nam nói chung, người dân Vĩnh Phúc nói riêng, có quyền tự hào, vững niềm tin về Đảng, về chế độ. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản xuyên suốt của cách mạng Việt Nam với mục tiêu phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Vâng, đó là xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, là khát vọng, là mục tiêu lý tưởng cao đẹp của con đường cách mạng để đất nước được độc lập, dân tộc được tự do, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hưởng thụ trọn vẹn thành quả cách mạng. Bà Mùi sinh năm 1960, khi đó đất nước vẫn còn chiến tranh, hai miền Nam Bắc bị chia cắt.
những năm 60 của thế kỷ trước. Mặc dù bà Mùi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng những hậu quả từ chiến tranh để lại thì người dân lúc bấy giờ ai cũng thấu. Khi đất nước hoàn toàn độc lập, cuộc sống của người dân Việt Nam bước sang một trang sử mới. Nhịp sống hiện đại đủ đầy, ai cũng ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao tầng, những tiện ích đầy đủ, khang trang. Thì với những người độ tuổi như bà Mùi thấy rằng, cuộc sống bây giờ chẳng khác gì trong mơ. Tôi thấy rằng trong cuộc sống bây giờ, người dân chúng tôi cảm nhận được là nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ và cũng nhờ được những cái cuộc chiến đấu của tất cả các anh hùng những thế hệ trước. Hiện nay chúng tôi thấy là tôi là người dân, tôi cảm nhận thấy là cuộc sống chúng tôi vô cùng hạnh phúc và rất là biết ơn Đảng, Nhà nước và rất biết ơn những người đi trước. Chúng tôi cứ làm là hết giờ thì là 5 giờ, 5 rưỡi. Thì thường thường về xong thì ra đi thể dục quanh quảng trường cho mát mẻ, với đông vui. Tôi thấy cuộc sống cảm thấy tự do, tự tại và yên bình. Dịp nghỉ lễ này, người dân có kỳ nghỉ dài để được đi chơi, du lịch, làm những điều họ muốn. Đó là tự do, đó là phúc lợi mà Đảng và Nhà nước đem lại cho người dân. Những kết quả mà người dân đã được thụ hưởng trong thực tiễn cho thấy, phương châm dân thụ hưởng không phải là khẩu hiệu, hình thức, mà đã và đang là hiện thực. Chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Suốt 49 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà, là bấy nhiêu năm nhân dân được thụ hưởng thành quả của cách mạng, có được tự do và hạnh phúc. Vượt qua các khó khăn, thách thức, chủ quan lẫn khách quan, quý 1 năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, duy trì tăng trưởng ổn định. Nhờ triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực như công tác xúc tiến thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định, thương mại, vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Thu hút đầu tư vẫn là điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế của Vĩnh Phúc quý 1 năm 2024, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngay trong quý 1, nhiều dự án lớn đi vào hoạt động, phải kể đến dự án sản xuất mô tô, xe máy, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ khác của công ty trách nhiệm hạn Polaris Việt Nam với công suất 90.000 sản phẩm trên một năm. Khí thế sản xuất trong nhà máy của doanh nghiệp này đang rất nhộn nhịp. Những chiếc xe máy đầu tiên được lắp ráp hoàn thiện để phục vụ cho xuất khẩu. Nhà máy cũng đã tuyển dụng được 100 lao động đầu tiên. Các hoạt động của công ty dần đi vào ổn định và đã có sức tăng trưởng ngay khi mới bắt đầu hoạt động. Doanh thu dự kiến của chúng tôi trong năm 2024 sẽ vào khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Tất cả sẽ được xuất khẩu vào năm 2025. Với hoạt động cả năm từ 35 đến 40 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi vừa mới triển khai kế hoạch sản xuất trong quý 2. Hoạt động xuất khẩu của chúng tôi trong quý 1 chỉ thực sự mới bắt đầu. Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu trên. Tính đến tháng 3 năm 2024, Vĩnh Phúc đã thu hút được 12 dự án DDI với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch giao đầu năm. Đối với khu vực FDI, tỉnh đã cấp giấy phép cho 25 dự án, trong đó có 13 dự án mới, 12 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký là 347,13 triệu đô la Mỹ, đạt 86,8% kế hoạch giao đầu năm. Vĩnh Phúc vẫn là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư. Vĩnh Phúc không chỉ là có vị trí thuận lợi mà còn là một địa điểm tốt cho các doanh nghiệp high tech. Mong rằng là các doanh nghiệp nếu mà đến Việt Nam đầu tư thì hãy xem xét và chọn một địa điểm ở Vĩnh Phúc. Theo thống kê, GRDP quý 1 ước tăng 4,06% so với cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,79%. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện hết quý 1 là 8.540 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán. Những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Vĩnh Phúc góp phần giúp ổn định đời sống nhân dân, giữ vững tốc độ tăng trưởng là bàn đạp để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ đến sớm và diễn biến phức tạp hơn. Nhu cầu sử dụng điện của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong mùa nóng năm nay tiếp tục tăng cao. Chính vì vậy, ngành công thương tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đây là dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Yên Lạc do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, có tổng vốn trên 90 tỷ đồng, nằm trên địa bàn xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, có tổng công suất
126 MVA. Dự án được thi công từ cuối năm 2022. Đến nay, nhà thầu thi công đang triển khai hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đóng điện vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Dự kiến sau khi đóng điện, trạm biến áp 110 kV Yên Lạc sẽ đảm bảo cung ứng điện cho khu vực Yên Lạc và san tải một phần cho trạm biến áp 110 kV Vĩnh Tường và trạm biến áp 110 kV Hội Hợp. Đến thời điểm hiện tại thì công tác thi công xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị đã hoàn thành. Chỉ còn một số hạng mục về hoàn thiện về xây dựng về hạ tầng, về mỹ quan thôi. Đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu đóng điện vào 15 tháng 5 này. Theo dự báo của ngành điện, sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế kéo theo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh tăng lên. Dự kiến công suất sử dụng điện năm nay tăng trên 10% so với năm 2013, đạt khoảng 950 MW. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm có tính chất nguồn trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Vĩnh Phúc cũng đã phối hợp với ngành điện lực thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc tiết kiệm điện, đặc biệt vào những lúc cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Chúng tôi cũng đã phối hợp với điện lực chỉ đạo các đơn vị phân phối bán lẻ trên địa bàn tỉnh làm việc trực tiếp và cụ thể cho khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh các cái phụ tải và không sử dụng các thiết bị có công suất lớn có thể điều chỉnh và không sử dụng các thiết bị không cần thiết trong cái giờ sử dụng điện cao điểm và không sử dụng, không để cái tình trạng mà các thiết bị sử dụng điện không tải hoặc là trong các cái giờ cao điểm. Bên cạnh sự nỗ lực cùng các giải pháp cụ thể của các cơ quan chức năng cho việc đảm bảo cung ứng điện, rất cần sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong việc tiết kiệm điện. Có như vậy, việc đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh trong mùa cao điểm nắng nóng mới đảm bảo hiệu quả, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo được sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, góp phần hình thành nếp sống văn hóa mới trong nhân dân, ghi nhận tại huyện Sông Lô. Thôn Đồng Rong, xã Quang Yên, huyện Sông Lô có hơn 200 hộ dân với gần 890 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Cao Lan. Đây cũng là thôn được tỉnh lựa chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cũng như bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Nhờ vậy, người dân nơi đây rất phấn khởi, tự hào, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tôi cũng là một trong những hội viên của Hội Phụ Nữ cũng như là Hội Nông Dân và rất là cố gắng để làm, để tham gia và đạt được những cái nhất định về cái phát triển kinh tế gia đình cũng như là nuôi dạy con cái. Tại xã Quang Yên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Toàn xã có 11 trên 11 thôn dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có trên 98% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được khôi phục, bảo tồn, phát huy. Ủy ban xã cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã để làm công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thực hiện các cái nếp sống văn hóa trong đời sống của thôn dân cư. Từ những góc độ đó thì các cái thôn dân cư cũng triển khai họp đến nhân dân để tuyên truyền với người dân để thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa cũng như là thôn dân cư văn hóa. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được huyện Sông Lô quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, nhận thức của nhân dân về phong trào ngày càng chuyển biến rõ nét, chất lượng phong trào từng bước được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Hướng dẫn cơ sở để tổ chức các hoạt động của phong trào và đến khoảng cuối năm, tầm khoảng tháng 10 dương lịch thì chúng tôi tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát để đi kiểm tra cái hoạt động tổ chức các hoạt động phong trào của cơ sở và để đánh giá cái kết quả thực hiện cái phong trào này ở cơ sở. Trong phong trào xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa, thông qua việc thực hiện tốt các tiêu chí, từ đó đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, ý thức tự quản ở cộng đồng được phát huy, các phong trào văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao ở khu dân cư được tổ chức thường xuyên, các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Đến nay toàn huyện có 92,9% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 146 trên 146 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 100% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, giảm còn 0,84%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã nhận được sự quan tâm, góp sức của nhiều tập thể cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh. Phong trào đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái, để ngày càng nhiều bệnh nhân được cứu sống bằng giọt máu nghĩa tình. Trước đây, phong trào hiến máu tình nguyện chưa quen thuộc với nhiều người. Khi thấy các tổ nhóm tình nguyện tuyên truyền về tác dụng ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, không ít người còn hoài nghi, tạo ra những rào cản tâm lý, dẫn đến số người hiến máu rất ít. Song nhờ đẩy mạnh truyền thông đã tạo đà đưa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh lan tỏa, thâm sâu trong đời sống cộng đồng. Đây là lần thứ 10 em tham gia hiến máu tình nguyện rồi ạ. Hy vọng rằng những cái đơn vị máu này có thể truyền đến những người mà đang cần máu trên cả nước, vừa giúp họ có thể thoát khỏi được những nguy kịch khi cần máu ạ. Với cái tinh thần là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, nên chúng tôi muốn lan tỏa những cái hành động đẹp đó đến tất cả mọi người dân hiện tại và sau này nữa. Trong năm 2024, công tác vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Qua đó, động viên mọi người có đủ điều kiện sức khỏe, nhất là lực lượng thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên các trường đại học cao đẳng tích cực tham gia hiến máu nhiều lần, kịp thời nhân rộng, nêu gương những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Phong trào hiến máu được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là các cái đơn vị cũng toàn dân là ủng hộ tham gia hiến máu rất là tích cực. Nên đến giờ mới quý 1 thôi nhưng chúng tôi đạt được gần 10.000 đơn vị máu với tỷ lệ là trên 50% kế hoạch giao rồi. Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng, hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giờ đây không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những bệnh nhân đang cần nguồn máu cấp cứu và điều trị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.